Đục chạm, cái thứ nhất là đường nét đục chạm là thủ công bằng tay, nó rất là giá trị. Cái thứ hai là cái chất liệu gỗ hương đá này thì nó cũng rất là quý hiếm và trọn vân, mặt thì mặt trọn vân. Đấy. Đấy, thông số như một chiếc 1m8, 2m luôn. Hello, xin chào các bác nhá. Hiện tại là buổi chiều ngày 9 tháng 12 năm 2021 đây. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là có hoàn thiện xong một chiếc sập ngồi thập điểu quần mai. Đây, trên màn hình quý khách đây là chiếc sập đây. Thì bên xưởng là sắp chuẩn bị là bàn giao cho khách hàng ấy. Thì em quay lại một video clip ngắn để giới thiệu cho các bác nào. Bác nào đang quan tâm đến các sản phẩm sập ngồi thì hãy theo dõi clip này nhá. Đây, hình ảnh tổng thể đây. Đây, tổng thể đây nhá. Đây, chiếc sập này của em là có kích thước là 1m6 x 2m, kích thước tổng thể cũng như là hình ảnh tổng thể. Đây, quay tổng thể, trước tiên quay tổng thể cho các bác xem. Đó, em đi máy rất là chậm, từ từ các bác nhìn hình dung được. Cái thứ nhất là hình ảnh tổng thể về cái dáng của sập. Đấy, dáng dạ cá, chân thì chân quỳ. Đấy, còn về cái thông số chi tiết của nó ấy, thì phần dạ của em là làm dày 10 phân. Đấy, phần chân này là chân 24. Đấy, mặt là mặt khuôn dày 10 phân này, ván là 2 phân. Đấy. Đấy, rất là dày dặn luôn, thông số như chiếc sập 1m8, 2m2 luôn. Đấy, chiếc này thì chỉ có 1m6 x 2m thôi. Đấy, thì đây, để đi vào những cái hình ảnh chi tiết về những cái điển tích của nó ấy. Đấy, cái điển tích của nó đây, thì các bác đây, em quay cho các bác xem. Đây, phần dạ sập nhé. Cái phần dạ này của em là dày là 10 phân này. Dạ dày 10 phân. Đấy, đục chạm 100% là đục chạm thủ công bằng tay. Đấy, rất là sắc nét và kênh bong. Kênh bong moi móc luôn. Đây, đấy, hoa chim là đục bằng tay hết. Đấy các bác nhá. Thì ý nghĩa của cái dạ thập điểu quần mai này ấy, thì có nghĩa là hoa mai là nó tượng trưng cho một mùa xuân. Đấy, các bác mà chơi cái sập này trong nhà ấy, thì nó tượng trưng ý nghĩa cho một cái sự khởi đầu. Đấy, sự khởi đầu một cái công việc hay là một cái gì đó ấy, thì rất là hanh thông và thuận lợi. Năm cánh hoa mai này là mang biểu trưng của may mắn này. Đấy, thì các bác ý nghĩa phong thủy là sẽ có một cái khởi đầu may mắn và thuận lợi. Đấy. Đó. Ngoài ra thì có hình ảnh chim chóc sum vầy. Đấy, chim chóc sum vầy rất là đẹp. Đấy. Một thân cây mai cổ thụ. Đây, một thân cây cổ thụ nhé. Thì đây chính là cái gốc cây mai. Đấy, thì cái thân cây nó sẽ chạy dọc theo cái dạ sập như thế này. Thân cây chạy dọc theo dạ sập như này. Đấy, và trên thân cây thì hoa mai đua nở cũng như là những chú chim đang quây quần. Đấy, tiếp theo về ý nghĩa tiếp theo phong thủy của cái chiếc sập mai điểu này, em quay đến chiếc chân cho các bác xem nhé. Phần chân nhà em ấy, là chân là làm là 24 cm nguyên khối, và phía bên dưới chân này là đục chạm một đôi chim công. Đây, hình ảnh Hồng Kông này, các bác này, hình ảnh Hồng Kông này. Thì đây, các bác nhìn là cái bờ của Hồng Kông này. Đấy, phong thủy rất đẹp nhá. Thì ý nghĩa của cái đôi chim công trong phong thủy ấy, là nó tượng trưng cho sự trung thủy. Đấy, cuộc sống vợ chồng phu thê viên mãn. Đấy, ý nghĩa về sự trung thủy nhá. Đấy các bác này, bông hoa hồng này tượng trưng cho tình yêu đôi lứa đấy, rất là ý nghĩa. Phía phiên đầu chân của nó em ấy là có hình ảnh là nho sóc thì tượng trưng cho một cái sự ấm no đủ của các cụ ngày ta ngày xưa ấy. Các cụ ngày ta ngày xưa vẫn rất là nhiều các sản phẩm gỗ hoặc là những cái đồ trang trí trong nhà có biểu tượng nho sóc. Nho sóc là tượng trưng cho một cái sự ấm no hạnh phúc đấy. Đấy, thì các bác có thể tìm hiểu thêm. Các bác có thể tìm hiểu thêm ý nghĩa. Đấy, đây, phần dạ của nó đây. Đây nhá, thì em lại quay lại một lần nữa tổng thể cho bác xem. Đấy, tổng thành của sản phẩm đây. Tổng thành đây. Đây, ngay cái phần dạ ngang thôi. Phần dạ ngang thì đục chạm rất là đẹp, sắc nét. Còn sản phẩm của em là hiện tại chỉ có sơn bêu trần nguyên màu gỗ thôi, thì các bác có thể thấy được cái phần gỗ này, gỗ là rất là đẹp nhé. Đây, đây trần xì luôn này, gỗ nục nạc luôn. Đấy, thực tế cho các bác xem luôn đây, nục nạc luôn. Đấy, đây mặt đây, phần mặt đây, mặt cái kích thước khuôn tranh của em là 1m6 x 2m và ghép hai lá. Đấy,
Khung này, giày là 10 phân này, khung giày 10 phân các bác này, ván giày 2 phân, rất là dày. Đấy, vần vèo các bác nhìn, vần vèo gỗ tự nhiên đây nhá. Đấy, em quay thực tế cho các bác xem này. Đấy, vần gỗ tự nhiên, 100% vần tự nhiên. Không một vết muỗi đốt luôn. Không một vết muỗi đốt luôn này các bác ạ. Đây, cả cái phần dạ ngang nhá, dạ hồi đây, dạ hồi bên trái đây. Đấy, các bác ạ. Đấy, đục chạm, cái thứ nhất là đường nét đục chạm là thủ công bằng tay, nó rất là giá trị. Đấy, cái thứ hai là cái chất liệu gỗ hương đá này thì nó cũng rất là quý hiếm và trọn vân, mặt thì mặt trọn vân. Đấy, đây, đây còn tổng thành dáng sập, tổng thành dáng sập với các bác xem này. Rồi, rất đẳng cấp luôn. Chiếc sập 1m6 này thôi. Đấy, tuy nhiên là chân 24 dạ dày 10 phân. Đấy, đấy, thông số như một chiếc 1m8 2m luôn. Đấy, thông số như một chiếc 1m8 2m luôn. Thì hiện tại là buổi chiều của ngày 9 tháng 12. Và em chuẩn bị bán giao chiếc sập này cho khách hàng là bác Quý tại Yên Dưỡng rồi. Thì ngoài ra phía bên trong này nó là có một chiếc giường chữ X kích thước 2m2. Đấy, của một khách hàng ở tại Phú Ninh. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên em là cũng vận chuyển bàn giao cho khách hàng là hai sản phẩm này nhá. Đây, đây các bác này. Đấy, buổi chiều ngày thì bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là bàn giao hai sản phẩm này đấy cho khách hàng nhá. Rồi, ok mọi người nhá. Quý khách hàng nào có nhu cầu hãy liên hệ bên xưởng nhá. Và nếu mà các bác mà yêu mến kênh, muốn xem thêm các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mà VIP khác ấy, thì hãy bấm like và đăng ký theo dõi kênh nhá. Ok mọi người.